Hôm nay các bạn Tùng Anh và Nhật Anh chúng ta sẽ ăn xúc xích lắc được không nào? Đây chúng ta sẽ nở bột xúc xích lắc ra. Xúc xích lắc phô mai nhá. Mẹ bóc cho con đi. Được, để mẹ mở cho con nhá. Mẹ mở cho con đi. Rồi con bóc ra đi. À, bên trong có gì con? Có xích. À, có xúc xích. Có gì? Có mấy cái xúc xích, có 3 cái xúc xích. Mẹ ơi. Ơi. À, đây là cái vỏ rồi, có 3 cái xúc xích, với có gì nữa? Mẹ ơi, có cái. À, có phô mai, có cả cái chọc nữa à? Cái chọc để ăn đấy. Bây giờ cái này chọc. Ừ. Bây giờ bóc xúc xích ra để cho các bạn lắc phô mai vào đấy nhá. Được không ạ? Phô mai con. Ừ, ok, bây giờ mẹ sẽ bóc con này đi. Bóc xúc xích ra nhá. Rồi. Mẹ bóc con này. Ừ. Đây. Xin mời bạn Nhật Anh. Bạn Nhật Anh này. Ra cho vào, ra lắc nhá, nhanh lên ạ. Bóc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ xúc xích vào trong lọ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ phô mai lên nhé các bạn nhá. Này, mẹ thế cho bạn Nhật Anh nhá. Nào, đậy nắp vào, lắc đi con. Bạn Nhật lắc đi con. Rồi mở ra, con lấy cái chọc của con ra. Ừ, đúng rồi, con chọc con ăn đi. Rồi, con đổ vào đi. Tụi anh đổ vào. Ok, đổ vào. Rồi, bây giờ mẹ sẽ bóc gói phô mai này nhá. Ha. Bây giờ mẹ đổ vào cho bạn Tụi Anh nhá. Đổ phô mai vào. Sau đó bạn Tùng Anh sẽ đậy nắp vào, không con lắp. Bạn Nhật Anh ơi, ngon anh con. Ngon à? Rồi, đậy nắp vào. Rồi, bây giờ bạn Tùng Anh sẽ lắc đi con. Lắc mạnh tay lên. Rồi, ok, mở lắp ra, chọc ăn vào. Bạn Nhật ơi, cho mẹ xem nào, cho bạn Nhật còn không? Còn à, cho mẹ xem là ngon không? Chọc cho mẹ xin một miếng à? Các lô xúc xích vào, cắt nhiều ạ. Wow. Con ăn đi. Wow, cái mồm to đấy. Ngon chứ. Anh Tùng đâu? Ngon không con? Ngon. Ngon, giỏi thế. Nhật Anh nhìn anh ngon thế. Con cắt nhiều. Ừ, nhiều, ngon thế, cho muốn ăn gì. Giờ có ăn thử xúc xích này không? Có xúc xích này. Ừ, bây giờ chúng ta dọn cái này vào. Nào bạn Nhật mở đi. Đúng. Đúng rồi. Con mở ra nào. Con mở nắp ra. Mở ra. Wow, giỏi quá. Wow, có gì đây? À, có thẻ siêu nhân. Mẹ bóc đi. À, mẹ bóc nhá. Rồi, có một cái thẻ. Có gì nữa bạn Nhật Anh ơi? Có cái. À, có gói phô mai. Có gói phô mai và cái gì đây? À, có cái dĩa để chọc ăn. Có mấy cái xúc xích. À, có 3 cái xúc xích. À, để hộp về đây con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra. Lấy xúc xích. Con nắp. Ừ. Con lấy cái này. Xúc xích đây, bây giờ con sẽ cắt đi. Con cắt cái bé. Ừ, đúng rồi. Đang cắt xúc xích cho các bạn. Cắt nhiều. Ừ. Con cắt hết cả cái đi. Hai cái. Cắt xúc có đổ. Rồi, bây giờ bạn Nhật sẽ đổ vào trong lọ nhá. Bây giờ đổ vào trong lọ đi con. À, giỏi quá. À, bây giờ mẹ sẽ bóc gói phô mai cho bạn để thao vào nhá. Đổ vào nhá. Không cay. Phô mai là. Bây giờ mẹ đổ phô mai vào đây nhá. Hả? Đổ nhiều anh, đổ hết nhá. Được, đổ hết. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đậy lắc vào. Rồi, lắc đi con. Bạn Nhật lắc đi. Con lắc đi. Lắc mạnh vào. Giỏi quá, 10 lóc ra nào. Ừ, có 10 lóc ra. Wow. Xem nào, nhìn ngon quá. Nào. Cô ăn đĩa đâu? Đây, dĩa đây. Dĩa của cô đấy. Có cay không? Không cay. Vị phô mai không cay. Wow. Ngon không bạn nhà anh ơi? À ngon, giỏi quá. Bạn đánh rắc phô mai vào nên rất là ngon nhá. Còn lơ cho các bạn xem. Đây, xúc xích lắc phô mai nha bạn nha. To lắm. Hãy tất cả các bạn cứ click lên sau nha. Ok, ăn ăn đã.